Nữ chính cặp đôi ông cháu biến mất không tung tích sau khi tình già qua đời, nghi bị hại. Theo Sina, Lý Trắc Hiên, con trai của Lý Khôn Thành, hoàn tất việc trải tro cốt Lý Khôn Thành ngoài biển hôm ngày 20 tháng 4. Thông qua hình ảnh clip do người nhà nam nhạc sĩ đăng tải, Lâm Tĩnh Ân không có mặt. Trước đó, người vợ kém 39 tuổi của Lý Khôn Thành bị người nhà cấm để tang hay xuất hiện tại đám tang của chồng. Sau hình ảnh gia đình trải tro cốt của Lý Khôn Thành, nhiều người tò mò tung tích của Lâm Tĩnh Ân. Cô hoàn toàn vắng bóng khỏi mạng xã hội, không ai biết tung tích của cô. Bài đăng gần nhất của Tĩnh Ân là ngày 12 tháng 4. Sau khi bị gia đình nhà chồng cấm đến nhà, Lâm Tĩnh Ân chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô muốn dành thời gian tĩnh lặng. Tôi rời Đài Bắc ngày 11, gặp gỡ vài người bạn thân. 10 năm trước tôi làm quen với một người. Trong 7 tháng qua tôi cùng khóc cùng cười với người bạn tâm giao. Tôi muốn quay ngược thời gian, xin hãy thứ tha cho tôi. Cô viết trên trang cá nhân. Về lý do muốn du lịch, Lâm Tĩnh Ân chia sẻ trên trang cá nhân rằng dù năm qua gia đình không hề liên lạc với cô dù có số điện thoại, địa chỉ, Khôn Thành đã bù đắp sự thiếu thốn tình cảm đó của tôi. Đối với tôi, những con số không bao giờ được đo bằng tiền. Con số là thời gian Khôn Thành dành cho tôi. Cô viết, nhạc sĩ Lý Khôn Thành qua đời ngày 8 tháng 4 ở tuổi 67 do ung thư. Ông là nhân vật chính trong chuyện tình ông cháu gây chấn động Đài Loan, Trung Quốc. Sau khi qua đời, ông để lại toàn bộ tài sản trị giá 1,2 triệu đô la Mỹ cho người vợ kém 39 tuổi. Theo ET Today, gia đình Lý Khôn Thành bất mãn trước quyết định của cha. Trong cuộc phỏng vấn của Nest Apple khi được hỏi về việc bị con riêng đuổi khỏi nhà, Lâm Tĩnh Ân từ chối trả lời. Cô chỉ cho biết bản thân ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cùng Lý Khôn Thành vào những ngày cuối đời và đó là điều trọn vẹn nhất. Nhìn thấy anh chăm chỉ vì tôi cũng muốn làm gì cho anh vào những ngày cuối đời. Chúng tôi khóc cười cùng nhau là đủ, cô nói. Trả lời khiêu khiêu, Tĩnh Ân nói cô không quan tâm đến tiền bạc của chồng, quan trọng là 10 năm sống cùng. Tôi không cần tiền của anh như người ta nói, sau này tôi muốn gặp tri kỷ như vậy cũng chẳng còn cơ hội. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi chẳng là ai nếu không có anh và không bao giờ hối hận khi yêu anh. Trong suốt 10 năm bên nhau, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân, cặp đôi lệch nhau 39 tuổi nổi tiếng ở Đài Loan, Trung Quốc, đã phải nhiều lần lên tiếng giải thích các tin đồn, một trong số đó là chuyện kết hôn và có con. Đầu năm 2021, truyền thông rầm rộ đưa tin cặp đôi đã bí mật kết hôn, Lâm Tĩnh Ân còn mang thai. Ở thời điểm đó, bố của Tĩnh Ân còn chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn không chính thức rằng, nghe nói con bé Tĩnh Ân có bầu rồi. Đến tháng 9 năm 2021, Lý Khôn Thành đã lần đầu tiên giải đáp thắc mắc này. Ông cho biết cả hai đã dự định kết hôn nhưng vẫn chưa làm đám cưới vì lý do dịch bệnh kéo dài. Lúc đó ông cho biết cặp đôi đã yêu nhau 9 năm và nhiều năm sống chung nên không khác gì vợ chồng. Trong những ngày tháng cuối đời, Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân đã chính thức đăng ký kết hôn ngay trên giường bệnh để cô tiện bề chăm sóc. Về chuyện con cái, vị nhạc sĩ cho biết mình rất muốn có con nhưng không hiểu rằng việc này sẽ khiến cả hai phải đối mặt với sóng gió từ dư luận. Vì vậy mà Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân muốn tiếp tục cuộc sống đơn giản, chuyện tương lai để tính sau. Cũng trong lần chia sẻ này, Lý Khôn Thành chia sẻ rằng mình rất chú ý đến sức khỏe, duy trì thói quen tập thể dục và khám sức khỏe định kỳ. Tôi chỉ muốn ở bên bạn gái lâu hơn một chút, cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn rất hạnh phúc, cô nhạc sĩ từng tâm sự. Với Lâm Tĩnh Ân, sau khi chồng qua đời, cô cũng có những chia sẻ trên trang cá nhân. Chuyện xảy ra lúc 8 giờ 21 phút đêm qua, anh ở viện tròn 7 tháng. Đến tận giờ phút cuối cùng vẫn phải nghe những lời cằn nhằn của tôi. 10 năm một khắc ba thời canh, anh ấy phải chịu tra tấn rồi, có gì 7 ngày sau nói tiếp yêu mọi người. Ngoài ra, Lâm Tĩnh Ân cũng trả lời truyền thông rằng Lý Khôn Thành đã tích cực trị liệu, chữa bệnh để cô có thêm thời gian để tiếp nhận và chuẩn bị cho cuộc sống khi không có người bạn đời bên cạnh. Được biết, Lâm Tĩnh Ân được thừa kế số tiền 38 tỷ đồng sau khi chồng qua đời.